bạn à, không biết các bạn có cảm giác giống mình không khi những ngày qua mình cảm thấy thật kỳ lạ. Vừa lo lắng với một sự xâm lấn lạ lùng không thể nào chế ngự, vừa cảm thấy may mắn vì đang được trải qua thời khắc chấn động của lịch sử loài người. Corona đã cướp đi sinh mệnh của rất nhiều người, và cũng chính cuộc khủng hoảng này, nó đã cho chúng ta thấy rằng con người ở đâu, tầng lớp nào cũng vậy, đều rất bé nhỏ, mỏng manh và dễ bị nhấn chìm bởi sự sợ hãi. Nó giúp chúng ta sống chậm lại một chút, nghĩ về bản thân và mọi người xung quanh nhiều hơn, về những ngày tháng chạy theo công việc, theo deadline đến quên ăn quên ngủ, lơ là sức khỏe và quên mất những mối quan hệ tốt đẹp xung quanh mình. Chợt mình nhớ đến quyển Chậm lại một chút của tác giả Claudia Hammond. Nghe có vẻ như một quyển sách kỹ năng thông thường, nhưng không, nó còn chứa đựng cả một nghệ thuật sống vô cùng đẹp đẽ và an tịnh. 10 điều có thể giúp bạn nghỉ ngơi được nhắc đến trong quyển sách này. Đó là chánh niệm, xem tivi, mơ màng, một bồn tắm nóng tuyệt vời, đi bộ, thực sự không làm gì cả, nghe nhạc, ở một mình, dành thời gian với thiên nhiên và đọc. Nếu bạn nói rằng bạn bận rộn, điều đó có nghĩa bạn là một người đáng ngưỡng mộ, một người được săn đón, như cách mà nhà nghiên cứu về sử dụng thời gian Jonathan Jessenny miêu tả, thì sự bận rộn đã trở thành một tấm huy chương danh dự. Nếu ở thế kỷ 19, thú tiêu khiển là thước đo về địa vị xã hội, thì ở thế kỷ 21, địa vị xã hội của một người được khẳng định bởi công việc của người đó. Sự bận rộn sẽ phản ánh tầm quan trọng của mọi người, nhưng cũng khiến chúng ta mệt nhoài. Chánh niệm được hiểu là biết mình đang làm gì, đang nghĩ gì, quan sát thâm tâm trong thực tại. Claudia Hammond cũng lấy một ví dụ về việc ăn nho khô để giúp chúng ta hiểu rõ hơn về chánh niệm. Khi ăn nho mà cảm nhận được bề mặt không bằng phẳng của quả, thấu được vị ngọt, vị chua trong từng hơi thở thì chính là chánh niệm. Bàn về chánh niệm, tác giả với bút danh Trần Lữ Ân đã từng chia sẻ thông qua bài giới thiệu quyển Tĩnh lặng của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Anh viết, nếu không có chánh niệm, chúng ta có thể bị nhiều thứ lôi kéo. Chúng ta dễ xuống cảm xúc vì những tiếc nuối, buồn phiền trong quá khứ. Ta hồi tưởng lại những ký ức, những kỷ niệm đã trải qua, để khổ đi khổ lại, để đau đi đau lại những niềm đau mà ta đã đi qua. Không phủ nhận những điều từng trải qua trong quá khứ, nhưng cũng không nên để nó lấn lướt thực tại rằng chúng ta đã có bài học, đã khôn khéo hơn. Chánh niệm giúp chúng ta tìm được đâu là chính mình, mình cần phải làm gì ở hiện tại thay vì suy nghĩ về quá khứ. Kiểm soát được những cảm xúc từ quá khứ giúp ta vượt ra khỏi những giới hạn của hiện tại và xa hơn nữa. Chánh niệm như là một lời nhắc nhở chúng ta dừng lại và im lặng lắng nghe giữa những huyên náo, vội vã. Thực tế trong thời đại đang hội nhập này, không phải lúc nào ta cũng im lặng, nhưng nếu ta biết nên im lặng lúc nào thì ta sẽ khai thác được những khía cạnh tốt nhất của bản thân, của sự chánh niệm. Lúc ta thực sự tỉnh là lúc tự tâm ta đang ở cảnh giới cao nhất của sự tập trung. Sự nghỉ ngơi không đồng nghĩa với việc bạn ngừng hoạt động, mà nó xuất phát từ ngay bên trong con người bạn. Tâm có dừng thì thế sự mới yên. Có như vậy, chúng ta mới có thể làm việc với một tâm thế thư thái và bình tĩnh nhất. Mải mê theo đuổi công việc mà quên mất việc lắng nghe tiếng gọi của cơ thể, đến lúc kiệt sức rồi thì chúng ta lại cảm thấy hối tiếc vì mình đã quá tệ với chính mình. Việc xem tivi cũng là một giải pháp để thoát đi khỏi cảm xúc tiêu cực. Những ngày tháng tồi tệ đã qua, những bản nhạc du dương hay những thanh âm của thiên nhiên sẽ giúp bạn đắm chìm vào một khoảng không gian vô định, và ở đấy chỉ có bạn cùng dòng tâm trí lang thang đang đi tìm những nốt nhạc an tịnh của cuộc đời. Chậm lại không có nghĩa là bạn bị bỏ rơi hay tuột lại với cuộc đời, mà chính là biết lùi để có thể tiến được xa hơn. Để thay lời chào kết cho số radio kỳ này, mình muốn giới thiệu với các bạn quyển sách
Ngày ta tâm an, sóng gió sẽ tan của tác giả Lý Lê. Sức mạnh của sự tĩnh tâm chính là thông điệp mà Lý Lê muốn gửi đến các bạn. Bất kể ngoài kia phong ba bão táp, chỉ cần trong tâm bình an, lòng tĩnh lặng, không phiền muộn, thì những khó khăn đều như gió thổi mây trôi. Cách tốt nhất để đối mặt với khó khăn trong việc tìm thấy niềm vui chính là trong lòng luôn bình an, không lo lắng cũng không hoảng sợ. Khi đối mặt với khó khăn, nếu bạn sợ, bạn lo lắng đến luống cuống thì chỉ làm cho những sóng gió ở phía trước ngày càng lớn hơn mà thôi, chứ không thể giải quyết được vấn đề. Muốn giải quyết sóng gió bên ngoài thì trong tâm không thể nói sóng mà phải luôn tĩnh lặng. Lòng mới có thể suy nghĩ được cách giải quyết chu toàn trước những khó khăn. Có vậy sóng gió bên ngoài mới tan biến được, mới có thể tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Cũng khó có thể khẳng định rằng khi tâm bình an, lòng tĩnh lặng không có nghĩa là không va vào khó khăn, thử thách trong cuộc đời. Con người có thể chọn sống một cuộc sống thanh bình, mang một trái tim tĩnh lặng nhưng không thể có một tâm hồn yếu đuối. Những ai gặp khó khăn càng không ngừng kể khổ, mong được an ủi thì ngày càng yếu đuối, ngày càng dễ bị tổn thương trước những khó khăn thử thách và mãi mãi chẳng thể chạm tới giấc mơ. Con người mang trái tim càng yếu đuối thì càng dễ bị những khó khăn đánh bại. Nếu bạn muốn có được thứ bạn cần thì phải bỏ ra một cái quý giá mà bạn có. Nếu bạn muốn có được một công việc tốt thì mỗi ngày phải không ngừng rèn luyện khả năng của mình. Nếu bạn muốn thăng tiến trong sự nghiệp thì lại càng phải cố gắng nhiều hơn so với những người bình thường. Xã hội vốn rất tàn nhẫn nhưng cũng rất công bằng. Thành công chỉ dành cho những người biết nỗ lực vươn lên từng giờ từng phút. Chúng ta vẫn trách thế giới tàn nhẫn, nhưng thực ra nó rất công bằng. Đem cái bạn có đổi lấy cái bạn cần, thế giới này vẫn luôn là như thế. Muốn sống bình yên thì tâm nên tĩnh lặng, nuôi dưỡng một tấm lòng hướng thiện, trân trọng những người trước mắt và đặc biệt là phải tập thích nghi với khó khăn cả đời, lấy khó khăn làm động lực để vượt lên. Corona không chỉ là một cuộc khủng hoảng, đã để lại rất nhiều mất mát và đau thương, mà còn là một bài học cho tất cả chúng ta. Một ngày không xa, khi cuộc khủng hoảng này kết thúc, mọi thứ lại quay trở về như thuở ban đầu. Mình và bạn sẽ lại tiếp tục đến trường, bố mẹ và những người khác lại phải tiếp tục quay cuồng với công việc. Nhưng chắc hẳn chúng ta sẽ khó thể nào quên được những ngày tháng kỳ lạ này, đúng không?